tổng cộng có 20 danh hiệu xe được công bố, trong đó gồm 14 danh hiệu được yêu thích nhất các phân khúc được chia theo giá bán. Đây cũng là một trong những nét mới của chương trình xe của năm 2024. Cùng với đó là 5 danh hiệu từ bình chọn của hội đồng giám khảo và danh hiệu xe của năm 2024. Kết quả chung cuộc, danh hiệu xe của năm 2024 thuộc về phiên bản Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC với tổng 1.112 điểm từ 35 thành viên hội đồng giám khảo. Honda CR-V IHSV RS và VinFast VF9 Plus lần lượt xếp sau với khoảng cách điểm rất ít. Cùng với danh hiệu xe của năm 2024, chương trình cũng công bố 5 danh hiệu khác, gồm xe an toàn năm 2024, xe hiệu quả kinh tế tốt nhất 2024, xe thoải mái và tiện ích nhất, xe ấn tượng và xe xanh của năm. Bên cạnh đó là 14 mẫu ô tô được yêu thích nhất tại từng phân khúc gầm thấp, gầm cao, bán tải theo mức giá. Các danh hiệu này do người tiêu dùng và hội đồng giám khảo bình chọn. Các mẫu xe đã đạt danh hiệu phản ánh sát với nhu cầu và thị hiếu của thị trường ô tô Việt Nam. Với những cái danh hiệu này thì nó sẽ tác động tới cả các hãng xe làm thế nào để có thể mang về những chiếc xe mà có giá tốt nhất, mang lại những cái tính an toàn cao nhất, khả năng vận hành tốt nhất và nó phải đảm bảo được những cái đáp ứng được những cái nhu cầu của người tiêu dùng. Xe của năm là chương trình có quy mô toàn quốc đầu tiên tại Việt Nam. Năm thứ tư tổ chức, ban giám khảo đã chấm điểm 13 mẫu xe đến từ 9 thương hiệu theo 8 tiêu chí. Trong đó các tiêu chí về an toàn, hiệu quả năng lượng và môi trường từng bước được nâng lên, phù hợp với xu hướng phát triển của ngành công nghiệp ô tô thế giới. Chúng ta cũng thấy rằng năm nay nổi bật đấy là cái hướng đến những cái giá trị thân thiện môi trường. Bởi vì đấy chính là an toàn cho toàn cầu, an toàn cho tất cả mọi người. Là đấy là cái thân thiện môi trường. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự tham gia tích cực của cộng đồng mạng và những người yêu xe thì cũng như là ban giám khảo quan tâm đến hai yếu tố này, một phần là nó ghi nhận cái sự trưởng thành của thị trường, của cái người sử dụng, nhưng đồng thời nó cũng chính là lại là một cái động lực để chúng ta tiếp tục thúc đẩy những cái yêu cầu cao hơn, những cái tiêu chuẩn cao hơn, những cái giá trị tốt hơn mà các hãng xe, các sản phẩm của các hãng xe hướng đến trong những năm tiếp theo. Sau kết quả tại miền Bắc, xe của năm 2024 sẽ bắt đầu tại khu vực miền Nam từ ngày 6 tháng 4. Khác với mọi năm, chương trình sẽ không dừng lại sau khi công bố các danh hiệu mà sẽ được ban tổ chức cùng các thành viên hội đồng giám khảo tiếp tục trải nghiệm, đánh giá các mẫu xe mới xuyên suốt từ nay đến hết năm 2024.